Thanh tra tỉnh Bà Rịa, Dũng Tàu đã chỉ ra hàng loạt công trình xây dựng không phép tại chùa Phật quan nơi ông Thích Chân Quang làm trụ trì. Tuy nhiên, các công trình này vẫn chưa được tháo dỡ theo yêu cầu. Chùa Phật quan do ông Thích Chân Quang làm trụ trì có 35 công trình xây dựng không phép. Thanh tra tỉnh Bà Rịa, Dũng Tàu đã chỉ ra hàng loạt công trình xây dựng không phép tại chùa Phật quan nơi ông Thích Chân Quang làm trụ trì. Tuy nhiên, các công trình này vẫn chưa được tháo dỡ theo yêu cầu. Ngày 28 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Dũng Tàu, cho biết đang lên kế hoạch để thực hiện việc cưỡng chế hàng loạt công trình xây dựng không phép tại Thiền Tôn Phật Quang mới đổi tên thành Chùa Phật Quang do ông Thích Chân Quang trụ trì. Thiền Tôn Phật Quang nay đã được đổi tên thành Chùa Phật Quang tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa. Dũng Tào. Chùa Phật Quang đã bị cơ quan chức năng thanh tra và chỉ ra hàng loạt vi phạm về xây dựng và đất đai. Trong đó, có 36 công trình xây dựng nhưng 35 công trình không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan chức năng đã lập 33 biên bản vi phạm, ban hành 11 quyết định xử phạt và các quyết định yêu cầu khắc phục, tháo dỡ nhưng chùa không thực hiện. Việc xây dựng hàng loạt công trình không phép trên diện tích hơn 25.000 mét vuông cho thấy có một phần diện tích rừng phòng hộ đã bị phá dở, sử dụng sai mục đích. Một công trình duy nhất được cấp phép là xây dựng và sửa chữa chánh điện trên diện tích 228 mét vuông. Tuy nhiên, chùa đã xây trên diện tích hơn 445 mét vuông, hiện công trình này đã được tháo dở. Những ngày qua, tại cổng chùa Phật Quang, rất nhiều người đến để livestream, chụp ảnh, quay phim. Tuy nhiên, nhiều người đã bị bảo vệ chùa đề nghị không quay phim, chụp ảnh và không được vào bên trong khuôn viên chùa, với lý do đang hạn chế người để tổ chức khóa tu, sợ ảnh hưởng đến người khác tu tập. Một số người bán hàng gần chùa Phật Quang cho biết có rất nhiều nhóm đến để quay phim nhưng mọi người chỉ được đứng bên ngoài. Gần đây cũng ít Phật tử đến chùa kể cả dịp lễ lớn như lễ Du Lan vừa qua. Hiền Diệp cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video Hiền Diệp chia sẻ. Để xem nhiều thông tin mới hãy nhấn vào like, follow, đăng ký kênh để xem nhiều video hữu ích nhé.